Tụi mình gần tới cái cổng vào rồi đó, tổng cộng là khoảng 2 tiếng luôn nha cả nhà. Và ở đây thì mình kẹt lại là tại vì người ta không cho vào nữa, thì mình phải đứng mình đợi họ đóng cái cổng như vậy đây. Này mình đứng đóng cổng. Fly của Linh, như là cái clip trước Linh đã nói là Linh sẽ tới cái thành phố Deventer này để tới một cái chỗ gọi là cái cafe Dickens, một của về một cái nhà văn, nhà đại thi hào nổi tiếng của nước Anh. Và mỗi năm thì du khách tới đây khoảng 100.000 người, thì họ đến từ những cái thành phố khác nhau và có thể từ Anh đến nữa. Nhưng mà bây giờ thì cái mùa dịch này rồi, Linh không biết là có du khách Anh không, nhưng mà ở đây họ có cho chụp hình miễn phí thì Linh muốn lại Linh chụp hình. À, chụp hình miễn phí cho Linh đó, bây giờ Linh lại đó Linh lấy đi. À, nhưng mà phải có cái giỏ theo chứ. Có mấy chú đang đứng thổi cái cây tù và đó cả nhà. Giờ Linh dọn đồ nghề của Linh đi đây. Linh đến đây để lấy hình của Linh hồi vừa đợi vừa chụp vừa rồi đây. Hello. Hello. Yes. Thank you, Mel. Hình của Linh đây. Đẹp không? Thank you. Bây giờ bắt đầu mình đi vào đây cả nhà ơi. Hôm nay là có nhiều bảo vệ lắm. Và trước đây khi mà Linh đi học á, thì Linh đi thẳng cái đường này. Ủa ta, cái đường hồi đó mình đi thẳng ra mất tiêu rồi ta. Đi thẳng cái đường này là tới cái trường học Linh có tuốt ở đó. Còn bây giờ thì mình lại đi qua một cái kênh nhỏ để mình vào thành phố. Hello. Merry Christmas. Scary. Họ hóa trang thành những cái nhân vật trong câu chuyện. Số môi đáng kêu bèo. Mọi người thấy là quá trời người luôn không? Họ những cái người này là những người mà gọi là tình nguyện viên ở cả nhà, để họ hóa trang thành những cái nhân vật trong những cái câu chuyện của nhà văn Dickens. Mọi người có nhìn thấy là rất là đông người, nhưng thật ra là rất là trật tự vì an ninh và ý thức của những người ở đây rất là tốt. Lạnh quá, có người lấy cái đồ Noel trùm vào bên kia cơ nhà. Cả nhà đang nhìn thấy những cái điều mà Linh chưa nhìn thấy á, tại vì Linh dơ được cái máy cao hơn. Well, timing, eh? Trời ơi, bởi vì người ta phát bánh phát kẹo cho mình. Mình nhỏ một kia, người ta phát kẹo cho mình. Tại vì giờ mình đói quá cả nhà ơi. Nãy giờ là hơn một tiếng rồi đó nha cả nhà. Mà bây giờ mình mới trở lại cái khúc đầu tiên thôi cả nhà. Ôi may quá, ở đây họ có bán đồ ăn.
Linh không thích ăn cái món này lắm đâu, nhưng mà bây giờ thì Linh phải mua thôi, tại vì bây giờ Linh quá trời đói bụng rồi. Bánh mì và súp để ăn. Mấy cô bán này dễ thương quá. Một vài đá. Dạ. Mặc ít broth mà sao thì? Broth mà sao thì? Dạ. Ba đồng. Cảm ơn. Cũng xin đi chào à? Dạ. Yeah. Nhích nhích không đó mọi người thấy không? Mọi người thấy là Linh nhích không đó. Ở đó có người mặc đồ của những cái thế kỷ 19 kìa cả nhà. May là hồi sáng á. Merry Christmas. May là hồi sáng á là có sách 5 euro theo á. Chứ hả sách tiền là tiêu luôn rồi. Cái năm đầu tiên mà tụi Linh đến đây á là năm 2005, là khi mà Linh vào Linh học á thì lúc đó cũng thấy cũng không có để ý đến cái lễ này đâu. Sau đó thì thấy mọi người kéo nhau đi đông quá, tụi Linh cũng dạ ăn cứ veo bánh mì của Linh đây, đừng làm rớt nha. Thì tụi Linh kéo lại đây coi để đi theo người ta như vậy nè mọi người. Và sau đó Linh đi một năm nữa, và tới bây giờ Linh mới đi lại đây là lần thứ ba luôn á, nghĩa là lâu lắm rồi Linh mới trở lại cái lễ này. Tới thì họ sẽ có những cái cảnh tái hiện xuất hiện ở phía trước mặt mình, Linh nghĩ là vậy nha. Tại vì nãy giờ cứ thấy những cái bộ đồ phục trang và những cái nhân vật trong những cái câu chuyện của ông ấy xuất hiện ở đây này, thấy chưa? Gặp người quen rồi, hóa trang nhưng mà gặp người quen. This old man, he's been one. He's been knick-knack all my tongue with a knick-knack belly whack. Give it up a lo cô giáo đó thấy chưa. Dễ thương ngon. Và Linh uống rượu nóng đây. Ở đây rẻ hơn đằng kia 2.50 cent. Oh sorry.
giờ đứng đây uống rượu nóng nha cả nhà, rồi bắt đầu lại đi tiếp. Đây chính là rượu nóng. Rượu này thì rất là hợp vào mùa đông. Ngon lắm. Nó ấm và nó vừa uống, nó không có quá nóng và nó ngọt ngọt nữa. Cả nhà nếu mà đi vào mùa đông thì nên mua cái rượu. Đây là những người quét dọn ngày xưa. Mọi người thấy cái đường phố ở đây không? Nhìn nó giống như trong những cái câu chuyện cổ tích mà mình hay xem nhé. Và đây là cái cây mistletoe. Khi mà mình đứng ở dưới đây mình hôn nhau thì sẽ rất là hạnh phúc. My hair, your mistletoe. So lieb. À, mình cũng muốn mua nữa dù là chẳng làm gì hết. À, còn bên đây là những người bán hàng á cả nhà. Bình thường thì mặc đồ bình thường thôi nha, nhưng mà không mấy hôm nay là trong cái lễ hội này thì họ phải thay đồ, những cái đồ của thế kỷ 19 này nha cả nhà, để cho mình hòa vào cái không khí cổ tích ngày xưa. Không khí không phải cổ tích mà cái chuyện ngày xưa. Và đây là những mặt hàng Noel, thấy không, trong đó cô bán là cũng mặc đồ đồ của những cái kiểu trước nữa. It's a very nice Christmas. Yeah, a nice Christmas. You won't be trouble. Thế là mình hết hồn, mình đang tập trung ở chỗ khác. Coi chuyện gì xảy ra đây. Có điều gì đặc biệt đây. Wow, mà khói nhiều quá cơ kìa. Mọi người ơi, nếu mà có dịp đến Hà Lan vào những cái tháng 12 thì mọi người sẽ thấy ở đây có nhiều cái lễ hội hay lắm. Mọi người đang hồi hộp chờ đợi cái điều gì đặc biệt xảy ra đây nè. Linh cũng hòa vào cái không khí này, cùng nhau hồi hộp chờ đợi chuyện gì đang xảy ra. Mà mọi người đang đứng rất là yên lặng sau cái tiếng chuông. Không có chuyện gì xảy ra cả. Linh sợ lắm nha, hôm nay Linh đi quay ở ngoài như vậy nè. Vào cái lễ hội Linh nghĩ là ở đây họ sẽ mở nhạc lên, và lúc đó là coi như cái tiêu cái clip của mình rồi. Nhưng mà họ hay quá, họ không có mở nhạc gì cả. Tất cả đều là nhạc sống, đều là nhạc họ tự chơi. Cái tay Linh mỏi quá. Đây bánh gì nữa đây? Cái bánh này là bánh caramel apples. Cái này là táo nhúng vào vào chocolate nè. Nhúng vào caramel nữa. Nhìn hấp dẫn quá. Hết tiền rồi, ai cho Linh mượn tiền đi. Hello. Đây là bánh mì, bánh tét. Linh biết là tại sao có một thời gian dài, thật dài Linh không đi là cái lễ này, tại vì lúc đó Linh có con á, Linh học xong năm 2 Linh có con rồi. Cho nên là Linh không có đi nữa. Đồ ở đây cũng đẹp quá. Bây giờ Linh biết quay rồi đó, cho nên Linh quay cho mọi người xem cái
vật dụng nó kỹ hơn, chứ Linh không có quay nước như ngày trước nữa. Trong đó có nhạc, mình phải nghe nhạc xong là mình phải rút lui liền. Mấy người làm YouTuber cũng khổ lắm đó, cả nhà ơi. Nếu mà mọi người xem cái clip của tụi Linh, những cái YouTuber của tụi Linh đó, mọi người sẽ cảm thấy là cái clip nó có chút xíu thôi, nhưng mà tụi Linh phải tốn công tốn sức rất là nhiều để quay và edit lại cho cả nhà xem đó. Giống như hôm nay nè, mình đứng 2 tiếng ở ngoài trời. Tất nhiên mọi người sẽ nói ủa ai cần đâu, làm gì phải cần khổ cực như vậy. Nhưng mà mình muốn đem những cái mới lại là cho mọi người xem á, thì mình đành phải làm những cái việc như thế. Cái việc mọi người cho là điên khùng mới có mình. Linh đang đứng trước một cái máy, gọi là cái máy làm bóc ren đó cả nhà, bóc nổ của thời cổ. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Đây là cái phần 1 thôi, nhưng mà Linh sẽ làm cho mọi người, Linh sẽ quay một cái clip để cho mọi người xem phần 2 nữa. Tại vì nếu mà Linh quay một cái clip mà quá dài thì cũng không hay lắm. Cho nên bây giờ Linh sẽ dừng ở đây phần 1, và mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi clip của Linh trong cái lễ hội Dickens này ở phần 2 nữa nhé. Cảm ơn cả nhà, chào cả nhà và chúc mọi người cả nhà một ngày thật vui. Nhớ like, share, subscribe cho Linh nhé. Bye bye.